Và chúng ta cũng không quên dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón họ nhà gái, thưa quý vị. Một lần nữa xin được cúi đầu chào ra mắt toàn thể quý vị khách quý. Và tiếp theo trong chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình lên sân khấu có lời tuyên truyền đối với các cả quý vị. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú của chú rể ông Trần Văn Thân. Và về phía họ nhà gái, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời bác của cô dâu ông Phạm Văn Miền. Và chúng ta cũng không quên dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón hai bên gia đình, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời chú của chú rể ông Trần Văn Thân xin được kính mời. Trọng kính quý cha, quý tu sĩ, kính thưa quý cụ, hôm nay con không biết nói gì vì mới bắt cóc anh chị Tiến, có nói là chú lên đại diện cho anh chị. Dạ vâng, con xin có đôi lời thay cho anh chị con. Trọng kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ, kính thưa quý cụ, quý ông bà, cô dì, chú bác, quý khách và bạn bè xa gần của hai cháu.
trọng kính quý cha quý tu sĩ, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ ở ơn Thiên Chúa. Và hôm nay chính Chúa đã ban cho hai gia đình có hai cháu tới tuổi trưởng thành. Qua thời gian hai cháu đã tìm hiểu và được sự nhất trí của hai bên gia đình, nay hai cháu đã được lãnh nhận bí tích hôn phối tại giáo xứ Đền Thánh Bắc Thành. Và hai gia đình đã tổ chức ngày mừng hạnh phúc cho hai cháu tại quê nhà. Và hôm nay về phía họ nhà gái tổ chức ngày mừng cho hai cháu. Vậy con thay lời anh chị xin chân thành cảm ơn quý vị nhà gái lời cảm ơn chân thành nhất. Con xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ luôn mạnh khỏe. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý ngài luôn được những ơn cần thiết để quý ngài luôn chu toàn sứ vụ mà Chúa đã trao ban. Tôi cũng xin kính chúc quý cụ, quý ông bà, cô dì, chú bác lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chân thành. Vâng, chúng tôi cũng xin được cảm ơn những lời phát biểu rất nhiệt tình từ đại diện của họ nhà trai. Và tiếp đến chúng tôi cũng xin được mời đại diện của họ nhà gái cùng có được lời tự chuyện đối với tất cả quý vị. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác của cô dâu ông Phạm Văn Miền xin được kính mời. Con kính chào quý cha, quý ông bà và cô dì chú bác, anh em bạn bè xa gần của xa gia đình của hai cháu. Thật là hồng ân của Thiên Chúa đã ban cho hai gia đình của chúng con là đã sinh ra được hai cháu và cũng được cha giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch ban bí tích cho hai cháu. Ngày hôm nay cũng được các quý cha, quý ông bà, cô dì chú bác, bạn bè xa gần của hai gia đình của hai cháu đến đây chúc phúc và chúc cho hai cháu ngày hôm nay một ngày thành công, một ngày phúc hạnh phúc của hai cháu. Vậy con cũng xin có lời cảm ơn tới tất cả quý cha, quý ông bà và toàn thể cô dì chú bác và toàn thể bạn bè xa gần của hai gia đình của hai cháu. Một lần nữa con xin kính chúc quý cha, quý ông bà, cô dì chú bác, bạn bè một năm mới nhiều sức khỏe và được nhiều cầu ơn của Thiên Chúa. Vâng, chúng tôi cũng xin được cảm ơn những lời phát biểu trước chương trình từ đại diện họ nhà gái và xin được mời hai vị đại diện của hai gia đình trở lại bàn tiệc để chung vui và thúc đẩy tất cả quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời.